SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Do gặp chấn thương vai, Đặng Văn Lâm sẽ không thể tham dự của đội tuyển Việt Nam tại hai trận đấu trong tháng sau thuộc vòng loại thứ ba World Cup năm 2022. Bởi vậy, sau khi thực hiện ca phẫu thuật, thủ thành của câu lạc bộ Cerezo Osaka đã tranh thủ trở lại Nga. Cách đây khoảng 2 tuần, Đặng Văn Lâm đã thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương vai tại Nhật Bản. Sau khi tạm thời ổn định sức khỏe trong sáng nay, thủ thành của đội tuyển Việt Nam đã rời xứ sở mặt trời mọc lên đường trở lại Nga cùng gia đình. Trên trang cá nhân của mình, thủ môn mang hai dòng máu Việt Nga đã chia sẻ hình ảnh gặp gỡ đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Nhật Bản. Cảm ơn sự quan tâm, hỏi thăm và động viên của tất cả mọi người trong thời gian qua. Và Lâm cho biết anh sẽ vượt qua khó khăn, rèn luyện bản lĩnh để sớm trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Do chưa thể sớm quay trở lại thi đấu, trong khi giải vô địch quốc gia Nhật Bản sẽ kết thúc mùa giải vào đầu tháng 12, dự kiến Văn Lâm sẽ được nghỉ ngơi trong khoảng 3 tháng tới sau đó mới quay trở lại phục vụ câu lạc bộ Cerezo Osaka. Kênh truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới.